Dạ em chào anh. Cho anh Anh đi ly. một mình hay đi với ai ạ? Anh đi mình. Dạ. Cho anh ly. Dạ em biết rồi, anh đợi xíu, em cảm ơn. Dạ cà phê của anh đây. Ai kêu cà phê? Dạ anh kêu. Không. Tính kêu xin tố mà. Mình là đàn ông con trai, mình uống cà phê đi anh. Đàn ông đàn an không uống xin Dạ. tố không được. Dạ xin tố uống được, nhưng mà không nên được. Cái gì vậy? Tôi uống gì tôi uống, tôi có tiền. Dạ anh có tiền nhưng mà em là phục vụ. Nhưng mà tôi thích sinh tố. Nhưng mà đây là cà phê đặc trưng của quán em, uống rất ngon, best seller. Anh uống đi. Thôi lỡ uống luôn. Dạ. Anh thấy thế nào? Cũng được. Dạ. Của anh là 32 ngàn. Uống như đuổi khách vậy, mới vô chưa được 2 phút nữa. Anh thông cảm, quán em phải lấy tiền trước tại vì ở đây quán rộng khách đông, không biết đâu mà lần. Lấy tiền trước là lấy ở ngoài thu ngân chứ đâu phải vô đây để lấy. Dạ tại thu ngân hồi nãy quên bấm tiền, em lấy giùm bạn thu ngân. Anh vui vẻ thanh toán giùm em 32 ngàn. Không có tiền mặt. Dạ quét thẻ. Điện thoại để nhà. Dạ mời anh ra tiệm thu ngân. À không, ra quầy thu ngân. Quần què nghỉ uống. Quần què không uống thì mình uống.